Xin chào cô chú anh chị và tất cả mọi người ạ. Kính chúc mọi người có một ngày mới luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Hiện tại thì hai ba anh em mình đang trên đường lên nhà của một ông hai vợ, đó là ông Lì, và đang chung sống cùng hai bà vợ ở ngay bên trên này. Bây giờ mùa đông cũng đến rồi. Hôm nay thì thời tiết là cũng 9-10 độ thôi. Mấy hôm nữa chắc rằng là cũng sẽ lạnh hơn rất nhiều, bởi vì từ đây về đến Tết cũng như qua Tết thì thời gian này sẽ là chính thức là vào mùa đông. Năm nay còn lạnh muộn đấy các bác. Hôm nay là có món quà chỗ anh Minh, tức là bố nuôi của chỗ cháu Pa này, thì có mang cho một ông hai vợ, đó là 500.000 đồng. Thì thay mặt anh em cũng mua vào để gửi tặng cho ba ông bà, đó là ba bao gạo cũng như một túi nhu yếu phẩm. Tí nữa thì lên trên nhà của ba ông bà cũng sẽ tổng kết cũng như kê khai sau, xem mà còn dư đồng nào thì cũng đưa cho ông bà một chút, để cho ông bà mắm muối mì chính về những cái cuộc sống sau này. Và hôm nay thì đến với nhóm của mình thì còn có thêm món quà ở chỗ bà San ở Thuận Thành, Bắc Ninh. Thì hôm trước cũng đã gửi một cái phần quà lên trên nhà của ba ông bà này. Thì trong đó thì cũng có cái món quà là 600.000 đồng để dành tặng cho nhóm của anh em Linh Ân Bé. Ngoài ra thì còn có thêm là 200.000 đồng gửi tặng cho bác Xuân Thiệu. Thì chiều tối hôm nay về thì em sẽ trao cái món quà là 200.000 đồng đó cho bác Xuân Thiệu TV. Cũng là đội team của anh em Linh Văn Bé thôi, chẳng qua cũng mỗi người một kênh. Và hôm nay thì sẽ chia cái phần quà này, đó là 600.000 đồng. Và ngoài ra ấy, thì còn có thêm một món quà của cô ở thành phố Nam Định. Thì hôm qua cô có gửi cho anh em nhóm là vào 1 triệu đồng để dành tặng cho cái hoàn cảnh là 5 cháu mồ côi. Và 300.000 đồng đó là gửi tiền xăng xe cho anh em mình đi lại để giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn ở trên vùng cao này. Một lần nữa thì gửi lời cảm ơn cô ở thành phố Nam Định rất là nhiều ạ. Ngoài ra thì còn có anh Phạm Hồng Phong, anh cũng gửi cho nhóm anh em mình là 100.000 đồng nữa. Rất là cảm ơn anh đã có món quà cũng như là tiếp thêm cái động lực để anh em mình lên trên những cái bản làng nghèo khó ấy, giúp đỡ cho bà con. Đây cũng là cái món quà tinh thần cũng như là bằng cái số tiền rất là ý nghĩa để gửi tặng đến team của chúng mình. Bây giờ là anh em mình sẽ cộng thử xem là của bà San là vào 600.000 đồng, anh Phong 100 và cô ở thành phố Nam Định là 300.000 đồng, tròn 1 triệu chia cho 4 thành viên, mỗi người 250.000 đồng. Đây là cái số tiền mà các cô chú gửi về đến các anh chị em ở trong nhóm. Bây giờ thì xin thay mặt các cô chú là sẽ trao lại cái phần quà này cho các anh em thành viên ở trong nhóm ạ. Đây nào, gửi tặng cháu bà. Con xin chứ, con xin các ông bà ấy. Hôm nay các ông bà là em xin ạ. Ok, đây là món quà của chỗ chị Thắm, thì hiện nay đang ghi hình đây. Gửi tặng chị. Ok, thì của cháu bé thì cũng có phần rồi, đút vào túi quần rồi. Thay mặt các anh em thành viên ở trong team thì cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc cũng nhờ lời chúc sức khỏe đến đại gia đình các cô chú anh chị ngày hôm nay đã có món quà cực kỳ ý nghĩa, cũng như là tiếp thêm cái động lực để anh em mình lên bản, cũng như là cũng có một vài đồng để sinh hoạt riêng, cũng như là đổ xăng khi mà đi vào trong những cái bản làng sâu xa này. Bây giờ thì từng thành viên thì cũng sẽ gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Đây, cháu bà. Cháu cảm ơn ông bà. Vâng ạ, em Đào và xin chào cô bác anh chị ạ. Hôm nay thì em Đào cũng có nhận được tiền xăng hỗ trợ của các cô bác có gửi cho cả nhóm, để cả nhóm đổ xăng đi lên bản ấy. Em Đào cũng không biết nói gì hơn. Chúc cô bác anh chị là luôn luôn có thật nhiều sức khỏe và luôn đồng hành cùng chúng em ạ. Vậy em xin hết ạ. Ok. Thay mặt chị Thắm cũng ghi hình, truyền tải hình ảnh cho các bác hiện tại đang xem ấy, thì cũng gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người đã đồng hành cùng với đây anh chị em ở trong team của Linh Văn Bé. Còn bây giờ thì sẽ mang cái phần quà bố nuôi của cháu bà lên nhà của hai ông bà. Thì cũng hoàn cảnh này là hiện tại là con cái ấy, là đã ra ở riêng hết rồi, vừa rồi là cũng ốm đau bệnh tật đấy các bác ạ. Nhưng mà tuy nhiên là cái hoàn cảnh ba ông bà này thì nó ở sâu xa quá, con cái lấy chồng lấy vợ thì cũng ra ở riêng hết đấy, ở ngoài gần mặt đường thôi, nhưng mà ba ông bà này thì vẫn đang hiện tại lủi thủi ở trên cái đỉnh núi này. Thế nên là cái hoàn cảnh cũng khó khăn, con cái thì đi hết rồi, không còn ai ở lại để mà nuôi dưỡng. Sau này nếu mà giả dụ như ba ông bà cũng mất đi thì con cái mới quay trở về đây để gọi là
sử dụng lại cái miếng đất này. Đây là theo cái thông tin hôm trước cũng lên để trò chuyện, cũng như là thường như là bà con ở trên này ấy, nhiều hộ là cũng như thế, cũng không phải là đánh đồng hết. Tất nhiên là có những cái con cháu thì người ta cũng thấy là bố mẹ mình cũng khó khăn vất vả thì vẫn ở chung, chẳng qua là cũng tùy những hoàn cảnh thôi các bác ạ. Thì hôm nay là sẽ mang cái phần quà này lên cho ấy nha, cho ba ông bà. Đấy. Nặng không hả bà? Không nặng à? Đây là ba bao gạo. Ừ đi. Này 10 cân thôi nên là rất là nhẹ nhõm, nhưng mà cũng vẫn nặng. Nặng đây là nặng tình, nặng nghĩa chứ không phải là nặng về gạo. Bà giờ này đi bản quen hơn chưa hả bà? Bà đỡ vất vả, đỡ mệt hơn chưa? Đỡ hơn à? Tuổi 14 năm nay cũng chuẩn bị sang tuổi 15 rồi các bác ạ. Thì đối với vùng cao ấy thì tầm tuổi bà này là những công việc này là gần như là cũng làm thường xuyên. Bởi vì là tuy là còn nhỏ nhưng mà trên vùng cao ấy thì 7-8 tuổi bắt đầu đi thấy cắt cỏ bò này, gánh rau thì làm tất cả mọi thứ luôn rồi ấy các bác ạ. Hả? Con chào bà nhá. Bà đang làm gì đấy? Ủa chín đấy bò. À, chuẩn bị trồng ấy à? Chắc là bà chuẩn bị trồng ngô ấy. Múa bò. Về lấy gạo. Lâu lắm không gặp bà. Ờ, lào lào á. Ờ, cụ lên cẩn thận nhá. Lên được không? Nào, múa. Múa rồi. À, bò. Hả? Tú giờ nho mà hả bò? Giờ nho. Nho. Bà bé. Ấy. Giờ có chị uống đi này. Bà bò lo là chị. Tú bò lo nho chơi đó. Nho. Chị uống ấy, lúc này á? Chị uống ấy, chị uống. Bà lớn không làm, mới bà bé đi làm ấy. À, múa bò. Múa. Tao. Bà. Không biết là cái áo này, không biết phải áo mình hôm nọ mua cho không nhỉ? Ừ, không phải. Không thấy có cúc à? Múa bò. Ai dạ? Được không? Nào, để bà con mời cụ đi trước. À. Cháu khó quá. Tức là hai ông bà là ở nhà lại còn mỗi bà bé đi làm ấy. Bà bé này thì chịu khó hơn đấy. Vào lúc nào cũng thấy đi lấy củi này làm kia các bác ạ. Này gió nhỉ. Em tưởng ai đốt cái gì ở đâu mà cây này kia. Cây mà gió. Hôm nay lạnh quá. Nóng rồi hả? Thế là bà một mình đi làm thế này thôi à? Bà bé đi đâu lại không hộ bà giúp? Bao. À, ăn thịt uế rồi bà. Ăn thịt uế về. Bỏ lo đi. Bỏ lo ngà thịt uế. Không làm. Ngà nhúng ngà nhúng gạo gạo chế về. Ông nhó ông uống về. Hả ta hú cho tao uế là. Cho tao hú đồ bún đất tiêu hú hú tao táo. À. Ngà thịt đó uế là. Ngà thịt uế à, bé nhiều nhiều. Ngà thịt thôi uế uế nhiều ngà uế. Lại chậu bùa, gắn nhóm gạo kia. Bà bảo gì? Lại chỉ. Bà khác đi làm thôi. Toàn bà khác đi làm thế. Hai ông bà là... Chú rau này, bố tụi tụi nhì, bố thứ rộng. Bố phát mà bố nhì. Bà bé này chịu khó lắm. Bà chịu khó hơn... mình không dám nói, đại khái cũng không phải là ngày nào các em cũng nhìn thấy nhỉ. Ý là lên trên này ấy, thì thường là thấy bà là lúc thì đi lấy củi, lúc thì đi chăn dê. Lâu lâu đến đây là còn là bà lớn phải đi gọi bà bé về ấy, bởi vì lúc đấy là bà đi làm.
Và bé này em thấy đi làm hơn em vào đây ấy. Đấy là cá nhân mình thôi, còn không biết là bà lớn là hay là bây giờ cũng có tuổi rồi. Thế là bà là đã ăn gì chưa? Ăn nó chỉ tao bà. Mà mổ thôi đấy. Mà ăn nó chỉ nó chả chỉ tao. Nó rồi mà, nó thì tuổi tao ăn rồi. Ăn rồi mới đi. Nó lại thì tuổi tao. Thế áo bà cúc đi đâu hết rồi, con thấy ngày nào cũng thấy bà phanh ngực cái này. Đấy, áo này có cúc thế bà. Trời lạnh. Con đi nửa chín nó hơn tàu. Con mà chín xuân chín xuân nó. Tại khi nó nó. Tại khi mà nó. Ít gì mà xôn gì. Sáng nay lạnh lắm. Sáng lạnh mà, bây giờ là cũng buổi trưa rồi, với lại cũng đi làm rồi, đâm ra là đỡ. Nó lìa nó. Cái khóa của nó đâu, còn một bên nữa đâu. Biết là hỏng rồi nhưng mà một bên nó đi đâu rồi. Đây 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 đây. Lìa nó bó. Lìa thì vô cố lìa. Chị tao nó, lúc này. Lìa là lạc na chứ. Ôi ôi, không nó, nó chật chật. Hơi chật. Cái này sửa được mà. Cái này hỏng thì con. Cái này hỏng con vẫn sửa được bà. Đây con xem. Liệt tà đó, tiệt chi tàu đó. Luôn đi này mà, luôn đi mà. Ủa chi tàu đó. Ủa chi tàu đó. Ủa chi tàu đó. Tàu mà. Chá chi tàu như tổ đó. Liệt rồi đó. Kéo không lên à? Vâng. Đấy, vẫn ăn mà bà. Vẫn ăn. Nó mà. Hôm nào lạnh ấy thì bà kéo cái này lên. Chắc nó cái loại áo này nó thiết kế là tít bên trong ấy. Đấy. Thế là bà không biết. Tức là bà già già rồi không biết đấy các bác ạ. Không biết ở trong đấy có thật đấy chứ. Cái này nước ngoài. Tàu lắm. Thế hóa ra là chưa hỏng bà nhỉ. Đấy. Giống á. Đấy, bà là rất là chịu khó, nhìn mặt mũi bà cũng khổ. Bà bị hỏng một bên mắt các bác ạ. Bên này là bị, ngày xưa là bà bị sao nhỉ? Trước kể bị sao? Bị ngã xong cây chọc vào ấy nhỉ? Cây chọc à? Vâng. Hỏng luôn. Hỏng luôn bên mắt. Thì cũng không làm được cái gì. Nói chung là làm thì vẫn làm được. Bà đi làm rồi nhá, ý là những cái chắc chắn là sẽ không nhìn được bằng những người hai mắt rồi. Mão, trả vậy. Bây giờ lại lên thôi nhỉ? Về nhà mình thôi bà nhỉ? Vâng. Lên nhà bà thôi nghỉ nói chuyện sau. Đợt này vào trong kia là phải chia ra cho. À nhưng mà ba cái này thì cũng đủ mỗi người một bao. Sợ là các bà ấy lên nói chung là có gạo rồi là mình cũng phải chia từ đầu cho nó dễ. Thì ba ông bà cũng ở cùng nhau thôi, chẳng qua là cứ chia ra cho ba ông bà vui các bác ạ. Bây giờ có tuổi rồi thì chắc là cũng không ở được với con cháu được bao nhiêu lâu. Cũng không có con cháu ở cùng với các bác. Tầm tuổi này là bắt đầu tầm tuổi gọi là hưởng nhàn rồi đấy. Tự nhiên là vùng cao vẫn cái gì đến tay. Bà ơi, xong bà xuống đây nhá. Vâng, bà. Cháu chào cô. Vâng, cháu chào bà. Ây à, ông bà nấu rượu hay sao? Thơm mùi rượu thế nhỉ? Rau nhổ à, bỏ? Rau nhổ đó. Ờ. Rau nhổ. Vâng. Này. Bà đi cắt về à? Hay là ai cắt? Ai cắt đây? Đây, hả? Tôi tu lấy. Tại rau nhổ. Tôi tu lấy nè. Dọ u một lấy u mà. Dữ.
ông với bà cùng đi. Thế thế thì lại trách ông bà. Yeah. Xem ông hôm nay đang làm cái món gì đây. Ủa chị đấy chứ hả? Dạ, uống món nọ. Món nọ. Ông đang đun lại ít canh là rau dưa nhỉ? Rau. Rau dưa. Đùa giờ ạ. Này cũng rau dưa đúng không? Dưa. Nói chung là trên này cũng có rau gì đâu. Đây là chắc là chăn con lợn. Chăn lợn với cái đu đủ, quả đu đủ. Mấy hôm nay lạnh quá. Đu đủ kìa anh. Đây ông bà vẫn ăn mà, nói chung là trên này chỉ có đu đủ này. Ông ấy trồng được đu đủ chứ còn ngoài ra thì cũng không có cái gì đâu mà. Ra ngoài để đuổi con chó à? Từ đây à? Ông dắt con chó đi buộc về sau. Để ông dắt thì dắt. Tiện thể được đây thì lên thăm chỗ bà bé ngủ nghỉ một cái các bác ạ nhỉ. Lên đây thăm bà xem mà làm gì đây, xuống vâng và thăm nhà của bà xem nào. Vâng, cũng là hơi tối một tí bà nhỉ. Vâng, bà năm nay có tuổi rồi đâm ra là đấy, bà ngủ nghỉ đây này các bác ạ. Ô, thế bà nấu cơm riêng à hay sao hả bà? Bọn nó mỏi bị ni mà bố. Nó mỏi mà. Ăn trên này. Ăn trên này. Thế là bà không ăn ở dưới nữa à? Ô, chỉ nó hâu rồi. Hâu thì nó lại ăn nó đằng đây. Sao thế? Nhiều nhiều nó nhiều đây. Mà nó khác người khác ăn, khác làm khác ăn. Khác làm khác ăn được. Nó cả uống nộ về. Cháu tưởng là ba ông bà vẫn còn ở cùng nhau dưới kia. Thế đến đây sợ đó nó mỏi hâu mà. Ăn trên này. Vâng. Thế thì tí nữa là chúng cháu là phải chia gạo chia ấy ra cho bà. Chả biết mà phải ít khẩu su lắm quá. Tưởng là bà vẫn còn ở chung dưới kia. Thế là giận dỗi nhau hay là thế nào lại lên đây ở riêng bà? Chị nhớ hầu non mò hầu nè. Nhớ. Ủa đi chả thế chị nhớ. Nhưng chỉ nhớ được cả nhớ thành cho nó như thế. Nhớ một tế chở sống thôi. Chẳng phải chỉ có nhớ mà nhớ là gì nữa. Dù mua dù tố à, dù thì tố tố thì là nhớ nó thử à. Tố à, dù nó nhớ từ tàu thì nhớ gì thế à. Ủa tố tố thì trên này nhớ gì thế à, tố tố thì tố à. Ồ, tụi mình tố mà. Dù tụi mình tố mà, dù nhờ tà. Bảo không ở cùng anh ạ. Chắc là bà cũng không nói. Dù nhờ tà mà chỉ tố luôn. Không thích ở bà thế. Sao tố chê chứ mà chỉ tố luôn. Tố tà mà. Bây giờ kiểu là cũng có tuổi rồi. Tuổi khả năng là cũng do tuổi già rồi các bác ạ. Đâm ra là cũng không thích ở chung một nhà. Kiểu cũng hai bà với lại một ông thì nó hơi khó một tí nhỉ. Vâng. Khó không như đào khó? Có. Khó à? Đây con thế thì con xem qua nhà bà một tí nha. Nên bà bây giờ là ôi rồi cái màn của bà này chắc là bao nhiêu năm rồi bà? Đến thui này này. Có. Đến đi tao hắn đầu xuống tốt lắm. Hả? Đến đi tao hắn đầu xuống tốt lắm. Có cái chồng đó, có cái mà tốt quá sổ xa mà thì mua vô. Thế là bà có bao nhiêu cháu nhỉ? Ai già đó sổ nhưng mà tốt quá sổ xa. Bà có bao nhiêu con bà ấy? Con riêng của bà ấy? Không có ít tốt nữa nhỉ? Có. Ông mua ít tù thôi mà, chỉ mua mì xay á. Chỉ mua mì xay chỉ tù á, mà muốn là dùng nhựa tạt. Ít tù mì xay, ít tù mì tú mà. Ít tù mì xay, tù mì tú. Có hai con đấy. Thế không ấy à, không. Thì như nãy anh bảo đầu ấy, thì đi lập gia đình riêng hết rồi. Sau này mà bà già yếu không làm được gì nữa thì mới về đây ở. Khổ nhỉ, nhận là. Còn cái sao không bảo con ở là cùng bà để phụ giúp bà làm cho nó đỡ vất vả? Có. Ôi trời ơi, chị hay mi tú là tôi nhớ đỡ bà ổ hơn lửa nè. Tụi mi tú. Ừ. Ôi dô, tụi mi tú dùng nhờ ta, tụi mi tú nhớ. Mà có nữ bắt này thế cho mi nhờ là đi nhớ sao đây đi mà. Ôi dô, cho mi xài sớm như chị ta luôn. Sao? À thì tụi mi tú mà mua rồi là
có nhiệt lâu thế luôn. Ờ, cho thầu, hay tôi biết tôi rồi bắt nhiệt là họ trên đi nhó, họ trên. Ờ, là chị không, là chị nhỉ nhó. Cắt chùa chứ là chị nhỉ nhó. Mà tôi phổ nhỉ nhỉ nhó này chứ, chứ mất tật đâu tôi phổ nhỉ nhó này chứ. Bà bảo trên này con cái không thích ở với bố mẹ hết. Bà đi làm gia đình, lập gia đình hết. Một đứa con một thôi mà. Có một cũng không ở. Có hai. Thì biết rồi nha, con trai chỉ có một thôi chứ. Con trai con gái cũng đều đi hết. Ừ, nhưng mà ý là tình hình là như thế. Nhưng bây giờ sau này là thấy rồi, chẳng may là bà không làm được cái gì, bà gọi là nói hơi ấy một chút là gọi là bà không còn nữa là con mới lại về đây á. Vâng. Ừ. Yeah, nhỏ nhỏ là chỉ mua là mình nhớ thiết là nên nhỏ mà nhỉ? Chỉ mua chỉ mua nhỏ chỉ mua chỉ tao với tua mà với mù thêm một treo mù mà chỉ mua tật trâu nó mình kia tao tay mà chỉ mua tật trâu. Phải thế. Ừ. Nếu mà bà đến lúc bà yếu, bà không biết gì nữa thì con cái của bà sẽ về đây hoặc là đưa bà lên trên nhà con trai. À rồi. Khổ nhà bà ấy nhỉ. Một thân một mình cũng không phải một thân mình, dưới kia vẫn còn có hai vợ chồng bà lớn là trò chuyện, chẳng qua là giờ kiểu cũng có tuổi với nhau rồi, đâm ra là cũng không ấy nữa. Tử mi á, sợ con mèo các bác ạ, bà phải đậy này vào. Ui cơm, dạ yeah. Cơm. Thế bà xuống dưới đi nha, bà xuống dưới với chúng cháu một tí, chúng cháu lấy cái gạo với lại cái kia về chia cho bà một tí, đằng nào bà nó mà cũng không ở cùng chung nữa. Bà cái này chắc là chăn gà thôi chứ bà, cái này có cùng bùa chứ à. Bùa, thủ cay lọ, này không ăn được rồi. Vâng. Vâng, xuống dưới đi bà nhỉ. À. Ôi, giờ thì sẽ xuống dưới chia cái quà này cho ba ông bà. Buồn nhỉ, tưởng là ba ông bà vẫn còn ở cùng nhau. Thế nên bà cũng bảo là khi nào mà mình được mua được một ít thịt lên thì bà mới ăn ở cái này. À, thế là có rau cỏ mới ăn à? Vâng. Thế là không có rau cỏ thì là khác người khác ăn. Bà đi cẩn thận nhé, bây giờ có tuổi rồi. Bà đi. Vâng. Cháu thanh niên thì gãy xương còn luyện được, cái bà bây giờ tầm phải là tuổi này không ấy rồi. Ồ, lúc đấy có cô nào ở đây đấy? Đi đâu rồi? Về à? Ở bên kia. À. Thế thì cháu bảo ba ông bà thế này. Đâu? Ông đâu? Ai à, dạ, ông vẫn còn tương được loại này cơ à? Làm một điếu thuốc Lào. Trên này thì toàn thuốc Lào đó các bác ạ. Có 3 bao gạo thì đấy. Chia 3 cho nên là nó dễ nhất rồi. Gạo là không phải nói rồi. Thế này là chia kiểu gì cho nó hợp lý đây? Chia hai nhà. Đây, muối với mắm, Omo với lại slide đây. Ông bà lấy phần nào? Con chia hai đấy. Sai khó. Lấy xe. Vô kho từ cái tàu bò mè thế bò lon đi. Vâng, đây. Ông bà lấy phần nào? Đây này. Này lấy xe kho từ. Thế con lấy cái này cho bà nhá. Bà bé. À. Vâng. Đây con lấy cái này cho bà nữa nhá. Ồ. Đó. Ít tuổi ít nhá. Đây. Con để tạm trên ghế này nhá bà cụ nhá. Đây. Vâng, đây. Vâng, hai người thì hai bao này với lại cái này nhá. Thấy. Thế thì đây là 500 ngàn đồng của chỗ anh bố của cháu bà này. Trừ đi gạo là 280 với lại một bao 140 nữa. 140 nhân với 3 bao. Nhân kiểu gì? 420 phải không? Cộng với lại cái kia 90.000 thôi. Cái đồ đạc nhu yếu phẩm ấy. 500 gọi là 500 đi. Ok, 510.000 tính là 500 đi các bác. Thế là cũng vừa hòm cái phần quà chỗ anh Minh anh gửi đến với lại
ba ông bà. Thì hôm trước là cùng với lại cả bà này lên trên nhà của ba ông bà ấy, thì cũng tại vì là hôm đấy là cũng cái tiền quỹ nó cũng vừa hòm vừa hết tiền quỹ của ba ông bà ấy, còn tiền quỹ kênh thì dạo này cũng nhận được khá khá cái số tiền của các bác là gửi về giúp đỡ cho các hoàn cảnh ở trên vùng cao này. Thì nhân tiện lên trên này thì cũng xin phép là các bác là cái chỗ tiền của bác Thanh Thoại là hôm nọ là còn 600 mấy nhà Đào nhỉ? Hết rồi. Vừa hết rồi đúng không? Hết rồi mà. Ok, bởi vì là chỗ có chỗ của Đào với lại Thắm mà cũng hay cầm với cái sổ sách ấy các bác. Cũng em cũng không cầm máy lên đấy. À rồi. Máy để dưới ở cốp xe phải không? Vâng. À, anh muốn là trao thêm một ít mỗi người 100 ấy. Vâng. Không ít không nhiều mà cho ba ông bà lượng tuổi rồi. Thì có ít lâu lâu phiên chợ phiên gì thì còn được đi ấy. Thế thì hôm nay mình dùng đến cái số tiền chỗ bác giấu tên ở Đại Từ Thái Thái Nguyên. Vâng. Đưa cho 300 thôi, mỗi người 100. Tối về lại vào sổ nhé. Vâng. Đấy. Mỗi người 100 cho ba ông bà gọi là chợ phiên ấy, rồi thì các thứ thì còn có cái để gọi là đi gọi là bài. Bà đứng dậy cho con nhiều một chút. Đây. Đây là cái số tiền chỗ anh bác ở đấu tên ở Đại Từ Thái Nguyên nhé. Rồi, mỗi người 100. Nhiều mỗi tù giờ nửa bát lò. Thế không? Cua cho chia cho nhẹ. Cua nãy tù ít buồn nhá. Cua nãy dùng một khư rũ ni mà rua nhá. Chỉ cho bát này mà bát nửa rua là bát ra đây. Đây, bát ra đây. Dạ, còn đây ấy là cái món quà của bố thanh niên này nhá. Để, đi vào đây. Đấy, đây nhá. Và đấy, và cái phần quà gạo với lại cái này ấy là của anh Minh, bố của cháu bà này. Chú Chi. Thôi được rồi thì con chúc ba ông bà là luôn luôn mạnh khỏe. Vâng. Thế là ba ông bà là cứ hả? Được rồi, thì cứ bà là kiểu là làm vâng vâng ạ. Dạ. Vâng, ông bà xúc động quá bởi vì là trên cao ấy. Mà mấy khi là thỉnh thoảng các em là mới có một chút quà lên trên này. Thế con chúc ba ông bà luôn mạnh khỏe nhá. Và cũng sẽ gọi là mong là bây giờ là cũng tuổi già rồi thì ông với lại hai bà là cũng sẽ gắn bó với nhau. Bây giờ là cũng chỉ gọi là làm lặt vặt rồi thì cũng qua ngày thôi. Nói chung là cũng trên vùng cao này cũng công việc cũng không có, thì suốt ngày cũng cắt cỏ bò rồi thì làm cái thứ này thứ khác ấy, gọi là trồng ngô các thứ để có những cái sử dụng hàng ngày, rau cỏ lặt vặt thế thôi. Ba ông bà cũng có tuổi đi làm thuê làm mướn không được rồi, thì hôm nay lên thì cũng thay mặt các bác là cũng mang cái phần quà trao vào tận tay cho các hoàn cảnh gọi là hai bà với lại chỗ ông Lì này, thì cũng không biết nói gì. Thì nhóm của anh em mình hôm nay thì cũng rất là xúc động, cũng như là một lần nữa thì gửi lời cảm ơn đến anh Minh ở hiện tại đang công tác bên Malaysia, và tiếp theo thì có một bác giấu tên ở Đại Từ Thái Nguyên, bác gửi tiền quỹ cho kênh thì 1 triệu đồng. Ngoài cái phần quỹ này thì kênh có khá là nhiều các bác nhé, cũng xin cập nhật qua một chút là thêm bác Trần Đàm ở Biên Hòa Đồng Nai, bác gửi là 720.000 đồng, và tiếp nữa thì có chị ông Hùng Nữ là gửi 900, chị ông Hùng Huệ gửi 1.800.000 này. Có bác Thanh Thoại ở Cần Thơ là gửi 1 triệu đồng nữa. À, bác Thanh Thoại này hôm nọ cái số tiền 1 triệu tiêu hết rồi, tiêu ở nhà 5 cháu mồ côi rồi. Đấy, được rồi bà nhá, ông bà nhá.
cố gắng giữ gìn sức khỏe để chúng cháu lên thỉnh thoảng lên còn được thấy ông bà cười này chúng cháu mừng lắm rồi. Có nên đi no là mà nên có thế giờ nhá mà na sao chứ nhá. Dạ. No rồi. Đấy. Thế ông bà cất tiền đi, được rồi đấy ạ. Vâng, vâng. Cất đấy, cất đi ạ, không thì tí lại cầm lại mất đây. Hai tờ nhá ông nhá. Đấy. Ở đài á. Ở đài nó. Y tù, y tù. Vâng, y tù, y tù. À dạ, cho bà cầm luôn. Thế là sao ba ông bà lại không ở với nhau nữa? Trước cháu bảo thấy bà ông bà ở với nhau thì cháu còn mừng mừng. Bây giờ lên lại tự nhiên lại thấy buồn hơn đấy ông ạ. Đó là ông làm lên lỗi gì hay sao phải không? Không có giá nè, chỉ nhớ ok à, nè hồ nhớ nhớ nhiệt ly, bé đưa bé sử dụng xe. Bà cũng bảo là làm đồng ít ngô để trên kia ấy, bà hai ấy, bà bé đây. Nên là bà cũng thích ở trên kia hơn. Rồi. Ok, thế thì cũng mừng rồi. Thế cháu bà thấy thế nào, thấy hoàn cảnh của ba ông bà hôm nay thấy sao? Vất vả không? Ba ông bà ấy? Không. Hả? Không. Ý là ba ông bà nhìn có khổ không? Khổ hơn. Khổ hơn à? À, nói chung là mỗi người một cái hoàn cảnh khác, như cháu bà này thì cũng có khổ khổ một cái kiểu khác chứ. Đây thì cũng ba ông bà kiểu là nhìn là ba ông bà hiện tại cũng đang khỏe mạnh, nhưng mà tuy nhiên là con cái các thứ ấy, thì ý là bây giờ lấy chồng lấy vợ ở riêng ra hết rồi, bây giờ ba ông bà cũng tự lực gánh sinh như thế. Thì nói chung là đi với các cô chú anh chị ấy, thì vẫn còn rất là nhiều những hoàn cảnh khác nữa, nên là mình cứ như thế mà mình vươn lên phấn đấu nhiều hơn nữa nhé. Nhất là cái tiếng thì trong năm nay là muốn là bà Hà sẽ học thành thạo tiếng nhé. Còn sang năm thì là về cái chữ viết. Thế là dạo này chỗ bà này cũng nấu cơm kênh bếp bạn em, nhiều bác cũng góp ý bảo là mình nên sau khi mình nấu cơm ấy, mình nên chào các bác các cô ấy. Đấy, thì lần sau mình sẽ rút kinh nghiệm hơn nhỉ. Vâng. Đấy, như thế thì cũng mừng rồi. Này cũng cảm ơn các bác một lần nữa rồi. Ok, bây giờ thì khả năng là ông bà là làm việc của ông bà thôi, chúng cháu là cũng xin quan sát qua căn nhà của ông bà một tí sau này cũng về, để cho các bác là nắm về hơn cái hoàn cảnh của ba ông bà ấy. Rồi, ba ông bà làm có nè ô gì mà vâng. Con xem qua nhà của ba ông bà một cái. Cái này vào mùa đông rồi các bác ạ. Đấy, bây giờ là đang gọi là cái cây này là nhà này là chắc là cũng lâu năm lắm rồi, nhưng không phải là mới. Đấy, cây cối các thứ là ông bà là cũng gọi là cắm sơ tạm thôi. Vào nhà ông bà này thì chỉ có sáng quắc, không thấy mưa. Đấy, ông bà cất tiền rồi đấy. Con chúc bà luôn mạnh khỏe nhá. Vâng ạ. Vâng, lâu lâu chúng cháu lên thăm ông bà. Cháu lắm, chúng rồi, cả ngày rồi. Vâng, tay bà lạnh ngắt đấy. Thế là ông bà ở đây thì thế này chả gió lắm mà ông? Gió chả vào nhà hiu hiu hết à? Trời lạnh đi. Mưa là ấy vào đây này, mưa là rớt xuống cục này rồi. Chắc em vào hôm trước mưa xong hôm sau em vào cái chỗ này ướt hết rồi. Ướt hết chắc chắn rồi. Nhìn với lại ở trên cái mái này bạt này, nói chung là cũng tạm thời. Gọi là ở bây giờ thì cũng không biết là nói thế nào nữa các bác ạ. Không có thì cứ ở. Thế là hôm nay ba ông bà có rau gì ăn rồi? Có món gì chưa? Mỏ mông à? Ăn mềm mén đây các bác. Đây là mềm mén của ba ông bà đây. Các bác nhìn thế thôi để mà nấu lên một cái món ăn truyền thống như bà con này là
Thực ra là nó mất rất mất thời gian, nó không phải giống như cơm gạo mình ở dưới xuôi mình ấy. Nhưng mà mình cắm vào nồi cơm điện một cái sủi xong là cứ thế là đợi ăn, có chịu khó thì mình đảo, còn không chịu khó thì thôi cứ để đấy nó cũng khắc chín. Nói thật là như thế, nhưng mà riêng cái mèn mén này là đồ như là đồ xôi này là một, thứ hai là làm nó phải bằng chín, mà hai ba lần rồi thì lấy cái rổ này này về sàng qua ấy, xong rồi mới vo lên vo xuống các kiểu. Ui rồi, nói chung là em thấy rồi, làm là hết sức là vất vả đối với lại cái món này. Bà bảo gì? Em đang hỏi bà là bà làm nương chưa? Bảo là bà chưa làm đâu, bà bé làm trước. Đúng rồi. Thế thì chúng con khả năng là xin phép về thôi bà ông bà. Đây đây, cái đấy với lại cái dạ rồi. Vâng, con chào bà nhá. Vác lên hộ bà hay sao? Vâng. Giờ na pò na mổ che lo, mày tu mổ che lo. Vâng. Này bà với lại Đào đang lấy cái bao gạo đấy lên cùng. Bây giờ vào mùa đông rồi, lạnh lắm rồi các bác ạ. Cứ để trên giường ấy cho bà, một tí bà cất. Vào mùa này rồi, mấy hôm nay trời rất là lạnh. Nói chung là đi đường thì tay chân rất là buốt các bác ạ. Các hoàn cảnh ở trên vùng cao thì nó lại càng vất vả hơn nữa. Vâng, vâng ạ, dạ. Con về thôi. Nó mới chơi. Nó mới chơi. Vâng. Bà ông bảo này hết sức là xúc động. Đợi chú mới à, pa làm gì mà đi ầm thế? Đang bảo là hỏi chuyện một tí. Thế là cố gắng cái chỗ mà cô chú anh chị bảo gọi anh chị đi. Cô chú thì nhìn nó nghe nó già lắm nhỉ. Anh bảo cái chỗ học chữ học tiếng ấy. Ở bên chỗ kênh bếp bản em ấy, nhớ chưa? Đúng. Thì là các bác các chú cũng như là theo dõi hàng ngày là cũng sẽ góp ý mình nhiều. Tóm lại là như thế nha, mình cứ góp ý như thế nào thì mình cứ làm theo ý kiến của các bác ấy. Muốn phát triển lớn mạnh thì mình cũng phải nghe ý kiến của các cô chú. Và sau khi mà cái điều mà để đạt được ấy, nói rõ này và tự tin giao tiếp hơn ấy, chữ viết được ấy, thì là bố nuôi sẽ gửi xe máy lên đây nhá. Bố là gửi từ dưới quê lên đấy, không phải là ở trên này mua. Đấy, bố là gọi là một cái đấy gọi là cái phần thưởng, cũng như là để cho bà cố gắng, hiểu chưa? Dạ. Chứ còn cái xe thì đối với các bác các anh thì công tác ở nước ngoài em nghĩ cũng không phải là ấy, nhưng mà chắc là một cái xe nó độ 5-7 triệu hay là gì đấy có khả năng là các bác sẽ hỗ trợ được luôn. Đằng qua cũng muốn là cho bà là cố gắng ấy, để bố là sẽ tiếp thêm động lực ở phía sau. Hiểu ý không? Thế thôi là cũng xin phép là kết thúc video đây. Về để mà đi thêm những hoàn cảnh khác nữa. Hẹn gặp lại các bác các cô, anh chị ở những video kế tiếp. Anh em mình xin chào. Bye bye.